Xin mến chào cả nhà mình ha. Chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em. Dạ thì hôm nay thì em sẽ tiếp tục ha, tiếp tục rút chân cành ở cây tứ quý tàn lớn này. Thì cũng như lúc đầu mình đã quyết định rồi ha. Quyết định này như cây hôm trước thì chia sẻ cái clip cho cô chú anh chị mình đó, cái cách đó cắt phôi. Thì cũng như là mình thả đao một lần nha cả nhà. Chứ để nhiều khi mình nuôi cái tàn 1 năm, 5 sau nữa mà mình cắt á thì nó sẽ mất thời gian hơn nữa ha. Nên lúc đầu đây thì mình quyết định mình cắt đi, mình cắt luôn để mình xuống cái bồn. Thì ở đây tất cả đây em sẽ xuống cái bồn gạch hết đó nha, xuống cái bồn gạch để mình nuôi. Thì cái khung tàn thì em nghĩ sau này cái ghép thì nó sẽ không lớn vậy đâu, khi mình rút bonsai lại á thì nó sẽ tầm thóc thôi, thấp thôi chứ không cần lớn ha. Cây này thì quyết định cắt như cái form cái tàn đa ha. Tàn đa thì để rút làm sao mình tạo cái chân cành cho nó đừng có rối trước. Khi mình sửa ra, khi mình ghép á thì mình sẽ định hướng luôn. Khi ghép ra rồi mình sẽ sửa tạc điều luôn. Thì cũng như là những cái cây cái phơm tàn tự nhiên nha cả nhà, tự nhiên cho cái cây mình nó lớn theo cái đường kính ngang, và là khi lên trên nó sẽ cân xứng, nó sẽ đẹp hơn. Thì nhiều khi có một số cô chú anh chị mình đó, khi mà muốn để một cái cây mai đẹp vào trong nhà đó thì phải chọn lựa, ví dụ như trong nhà khoảng 3 mét nhưng mà cái cây mình cao 3 mét mấy á, thì nó không cân xứng như nhà. Thì rút ở đây thì em nuôi hiện tại thì cây này có thể rút khoảng tầm 1 mét 1 mét 1 thôi đó. Nuôi làm sao khoảng 2-3 năm thì mình lên từ từ khoảng 1,5-2 mét, thì khi mình trưng trong nhà nó vừa ha. Đường kính ngang thì có thể mình làm khoảng 2 mét mấy 3 mét, nó nên nhìn thấy cái phơm tàn nó sẽ đẹp hơn. Đây, nhìn kỹ lại cái dàn đế nữa cả nhà. Dàn để quá trời. Cây này nói chung tứ quý mà em thấy chạc những cái cổ rễ đó cả nhà, những cái cổ rễ ra ha. Đó, ước lượng ở đây cái cổ rễ nếu mà đo ở đây có thể là 30 hoành à. Nên tứ quý mà được chạc cái dàn để ra lớn đều vậy cũng khá là hiếm ha. Nhưng mà cái thân lại lớn nữa. Thì hôm trước em đo đây khoảng 67-68 vậy đó cả nhà. Ha, 67-68. Hiện tại giờ cái cây này thì cốt lớn nhất thì tầm khoảng 20 mấy thôi nha, 25-27 hoành thôi. Cây này còn để hơi nghiêng nè cả nhà, nó nghiêng nó ngọn. Thì khi mình cắt á mình canh ha, canh để nhiều khi nó bị là cái ngọn, là cái khung tàn. Thì tí nữa thì em sẽ rút luôn, rút bắt đầu mình cắt cái phơm tàn ở ngoài trước ha, rút từ từ vô, định hướng từ từ vô chứ mình đừng cắt dội một lần nha cả nhà. Như vậy thì cái cây mình nó dễ bị lỗi lắm. Rút làm sao mình rút từ từ thì ước lượng cái phơm tàn với cái chiều cao của nó cho nó cân xứng là được ha. Oh,
Rồi ha, em mới cắt sơ sơ, cắt vòng ngoài về trước nha. Đó, mình cắt như vậy để mình thâu cành vô ha. Mình cắt cành, mình chỉnh hướng, bắt đầu là cái cành nào dư mình cắt bỏ. Đó, mình cắt cái phơm tàn lớn lớn vậy chút ha. Rồi tí nữa sẽ cắt vô từ từ để mình định hướng cái dáng cái thế nó luôn nha cả nhà. Thì cây này thì nó nói chung là hơi khó cắt hơn cái cây hôm trước em, cái tứ quý hôm trước ha, tại vì cốt cành nó hơi hơi nhiều so với cái cây cây tứ quý bên kia nha. Đó, nó nhiều hơn thì mình cắt nó hơi rối ha, nói chung hơi rối thì mình phân từ từ chi ra để cho cái cây mình nó không có bị chồng chéo, nó rối cành ha. Quá trời cái dàn già ha, xương kẹo lắm nha cả nhà. Bây giờ mình coi, mình định hướng từ từ lắm, cắt cái này thì cũng hơi lâu, thì quay cô chú anh chị mình cũng bỏ chút thời gian ra ha, để xem qua cái clip thôi. Nói chung những cái cây này mình cắt hay xem qua cho nó vui, là mình cảm thấy định hướng từ từ thôi. Chứ mỗi cây, mỗi cái thế, mỗi cái cành nó khác nhau, nên mình ước lượng cái đây này là chỉ chia sẻ cho cả nhà mình trước tiên là cái ước lượng cái định hướng của mình thôi, định hướng để mình đưa ra một cái cây mình quyết định mình cắt nha. Nó nên cây trực làm sao, cây đổ làm sao, cây bay làm sao thì mỗi cái nó đều khác nhau, nên khi mình cắt một cái cây nào đó thì mình phải trước tiên mình phải rút bỏ cái phân tàn lớn ngoài trước, rồi sau đó mình từ từ mình sẽ thâu cành vô, rồi mình định hướng thì cũng như cây trước thì em sẽ cắt cái ngọn trước ha, cắt cái ngọn trước để mình phân chia cái cành xuống cho nó đều nhau đó. Nên nếu mình không có cắt ngọn trước á, thì mình cứ lấy nó hỏng hỏng hoài ha, mình không biết ước lượng cái điểm chính là ở đâu, nên là cái ngọn là quan trọng, là mình muốn quyết định mình cắt cái ngọn tới đó thì mình cắt cái ngọn trước đó, để có một cái điểm chính cho mình cắt những cái cành chi cành ở dưới nha cả nhà. Để rồi thì sau khi mình rút xong đó cả nhà, rút xong mình cắt xương xương ngoài thì bắt đầu mình rút ngọn xuống định hướng và mình cắt phân chia ha. Phân chia thì cái cây hiện tại bây giờ là rút mình trừ phân tàn khá là lớn nha nha cả nhà, để mình rút sát, tại vì ở giữa nó thiếu một cốt đó, ở giữa này nó thiếu một cốt nè cả nhà, nên nếu mình rút sát xuống thì cái ngọn nó xuống thì cái cây mình nó lại còn ít cốt ha. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ mình cắt về để ăn gian những cái chân cành có sẵn đó, chân cành có sẵn để mình làm một cái phơm tàn ha, cái phơm tàn đa cho nó khung tàn lớn ha. Đó thì đường kính hiện tại bây giờ ngang cũng khoảng tầm 1m6 đó cả nhà, 1m6 đó. Thì lúc đầu dự định sẽ cắt ha, sẽ cắt ngang cái cốt ở chỗ này, nhưng mà khi phân tích ra ha, những cái cốt nó nằm, nếu mà cắt cái đó thì cốt này ở giữa này ha, chỗ này nó vẫn thiếu, thì mình cắt như vậy thì mình rút cái cốt thì nó quá sát đi, thì nó sẽ mất cái phân tàn mình. Đó, lợi thế hiện tại bây giờ cái cốt này nó rất là nhiều ha, rất là nhiều thì cái tàn nó sẽ mau ha, sẽ mau, nên mình sẽ ăn gian những cái phân tàn đây. Thì có thể bây giờ mình nó đã tròn đều rồi, thì ước lượng bây giờ thì những nhánh nào có thể dư mình cắt bỏ bớt thôi, bỏ bớt chút nữa chứ cái phân tàn thì nó cũng đã vừa ha, tính ra nó cũng đã đều rồi, đều tàn hết cả nhà, nó đều tàn. Còn một cái lỗi đây ra ha, gọi lỗi cái nhánh này chèo, thì có thể chắc sẽ cắt ha, cắt vào đây để mình sau này mình sẽ ghép một cái nhánh đưa ra cái khoảng trống này, nó đang thiếu á, nó nên mình chừa lại, có thể mình nhánh này trồng lên đó, mình rút bỏ nha cả nhà, cắt bỏ cái cốt này nữa là được rồi. Rồi một số nhánh nó dư nữa thì mình sẽ cắt bỏ, thì như thí dụ như những nhánh nhỏ này nè, nó nhỏ quá thì mình sẽ rút ở trong đây nha, nó trong đây để nó có lực, mình khi mình ghép vô thì mình sửa nó ra mau hơn. Những cái cốt dư này mình cắt bỏ nữa là được rồi nha. Rút lại thì cái tàn lớn thì cái gốc mình sẽ nhỏ ha, còn rút cái tàn nhỏ thì đưa ra cái dàn gốc mình, dàn đế mình sẽ lớn hơn. Quá trời cái nồi đế nữa nha. Và tia bề đế nè, nếu mình đo cái khối này cả nhà, ở đây là 4 tấc mấy, gần 5 tấc
lớn à. Rồi thì hôm nay á cũng cắt cái cây tứ quý này đã xong rồi, thì cũng chia sẻ cả nhà xem qua để cho nó vui nha cả nhà. Nói chung tại vì mỗi cây mỗi cái dáng thế để mình định hướng mình cắt cho nó theo cái sở thích của mình thôi, chứ cái cây này thì quýnh một cái phơm tàn không có dáng thế, mình làm sao mình cho cái tàn mình nó tròn đều thôi. Thì được cái là bộ đế này quá đẹp đi, mình cắt thế nữa mình rút bonsai thì cái cây nó sẽ hơi uổng cái phơm tàn có sẵn, chân cành có sẵn đó, nhưng mà rút ra thì cái cây này cũng không có dáng thế gì nhiều ha, nên phân tích ra thì mình làm một cái phơm tàn lớn. Rồi thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị mình ha, bỏ thời gian qua để xem qua cái clip cắt cái cây phôi tứ quý của em. Thì ước lượng thì ban đầu thì hiện tại bây giờ thì mình cũng đã cắt xong rồi nha cả nhà. Đó thì một lần nữa ha, cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Thì cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh, ủng hộ kênh á, thì nhớ đăng ký kênh và bấm nút like ha, để có thêm động lực và tinh thần ha, chúc cái kênh em ngày một phát triển. Dạ rồi, em xin bánh chào ha, và hẹn gặp lại cái video tiếp theo nha cả nhà.